Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Hoàng Hà Channel và mình là Nhật Hải. Cũng đã sắp đến năm mới 2022 rồi thì chắc là các bạn học sinh sinh viên sau khi nghỉ Tết sau thì mọi người sẽ quay trở lại để học tại trường, học trực tiếp. Thế nên là một vài trong số đó như mình cũng sẽ sắm cho mình những cái sản phẩm mới như là một chiếc máy tính bảng hoặc là một chiếc laptop. Vậy nên trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đánh giá chi tiết sản phẩm máy tính bảng vừa mới ra mắt của Samsung là Samsung Galaxy Tab A8. Nếu như các bạn có tìm hiểu thêm thông tin thì xem hết video này nhá. Và ok, bắt đầu thôi. Chiếc máy tính bảng này hiện có giá là 8.490.000 nhưng mà đang có chương trình sale Tết. Thế nên là nếu các bạn mua sắm trên Hoàng Hà Mobile thì có thể mua với mức giá là 6.950.000 cùng với các chương trình ưu đãi như là tặng bao da trị giá 1.290.000. Vậy nên mà nếu các bạn có nhu cầu mua một chiếc máy tính bảng mới thì tranh thủ dịp Tết này, đừng có bỏ lỡ cơ hội giảm giá này nhá. Đầu tiên là phải nói về thiết kế thì các bạn có công nhận với mình rằng là chiếc Samsung Galaxy Tab A8 này có một thiết kế rất đẹp và sang trọng không? Là dòng A giá tốt nhưng mà thiết kế của A8 lại bắt kịp xu hướng và trông vuông vức không khác gì các cái dòng Samsung Galaxy Tab S. Phần thiết kế khung thì vuông vức này, cảm giác cầm rất là chắc chắn. Máy thì cực kỳ mỏng và nhẹ, dày có 6.9mm và nặng có 508g. Chúng ta có một chiếc màn hình 10.5 inch tương đối là vừa phải, không to không bé. Trải nghiệm làm việc thì ổn, giải trí cũng ổn, phù hợp với nhiều người dùng. Thế nên là nếu các bạn là người dùng máy tính bảng với cái nhu cầu thông thường làm việc giải trí thôi thì cực kỳ là ok la. Mặt sau chúng ta sẽ có một thiết kế nhôm nguyên khối. Các cái chi tiết trang trí thì cũng chỉ có một camera sau và logo Samsung được đặt đối xứng thôi. Nhìn đằng sau thì đã thấy rất là xịn rồi. Có 4 loa ở cạnh trên và cạnh dưới, đem đến một cái trải nghiệm nghe nhạc, xem phim rất là đã. Bởi vì là có công nghệ âm thanh vòm Dolby Atmos. Và phía cạnh phải chúng ta sẽ có nút nguồn, phím tăng giảm âm lượng. Còn về cạnh trái thì chúng ta sẽ có một khe SIM. Còn phía dưới chúng ta có một cổng sạc và kết nối là USB Type-C, chuẩn cổng kết nối cho các thiết bị làm việc bây giờ. Ngoài ra thì có thêm jack tai nghe 3.5mm nữa. Phía trước thì như mình nói có một màn hình được thiết kế là bốn cạnh đều bằng nhau. Có thể là cái viền màn hình không quá mỏng nhưng mà được cái là đều đặn. Đây là màn Full HD cộng, độ phân giải là 1200x1920, cho nên là cái mật độ điểm ảnh sẽ là 216 PPI. Mình cũng đã dùng thử và so sánh với một vài chiếc tablet cùng phân khúc thì phải công nhận là màn hình của Samsung cực kỳ là ngon. Xem phim, chơi game mà kèm thêm với cái loa Dolby nữa thì công nhận là phê cực kỳ. Nhưng mà độ sáng trên chiếc Tab A8 này mình thấy là không quá cao. Nhưng mà suy cho cùng thì có ai mà sử dụng máy tính bảng mà đem ra ngoài trời quá nhiều đâu, chủ yếu là mình dùng với các mục đích trong nhà như là giải trí hay công việc đúng không? Trải nghiệm trên một chiếc màn hình rộng thì đã là đã rồi, nhưng mà trên chiếc tablet của Samsung thì còn có trang bị thêm những cái tính năng như là chia đôi màn hình, cửa sổ pop-up này, để có thể làm được tối đa những cái công việc của mọi người một cách đa nhiệm, vừa đọc báo, vừa xem YouTube hay là vừa đọc tin tức mà vừa ghi chú lại. Bên cạnh đó thì có một tính năng mới nữa, đó chính là quay màn hình kèm theo với audio âm thanh, phục vụ cho các công việc như là giảng dạy, hướng dẫn hay làm video cũng rất là tiện lợi. Tiếp theo đánh giá về hiệu năng thì hiệu năng trên chiếc Samsung Galaxy Tab A8 này thì sẽ sử dụng con chip là Unisoc T618 ở 8 nhân, RAM 4GB và bộ nhớ trong là 64GB. Thì thật ra để mà đánh giá thì con chip này là một con chip khá là lạ, nhưng mà với những cái trải nghiệm của mình nhất thì phải công nhận là cực kỳ mượt mà. Mình sẽ test cho mọi người bằng game Liên Quân Mobile. Trong game thì mình đã để cấu hình độ phân giải HD là siêu cao, cao nhất luôn. Chất lượng hình ảnh thì có cái cảnh báo là chỉ để được ở mức cao thôi, không để được ở HD. Chất lượng chi tiết thì cũng để mức tối đa. Thì khi chơi game này, mọi người xem combat các thứ, thứ nhất là chi tiết hình ảnh các tướng hay là skill thì rất là nét. Và khi mà combat thì thôi rồi, mượt mà, nên mình khá là ấn tượng với cái chip xử lý của con Tab A8 này. Nhưng mà nói thật ra thì chơi game, những cái tựa game nhà Liên Quân Mobile hay là PUBG cần thao tác nhiều trên một chiếc màn hình á, thì việc sử dụng máy tính bảng khá là cấn tay. Nhưng mà nhu cầu chính mà để sử dụng máy tính bảng thường là để giải trí cũng như là làm việc. Thì khi mà mọi người xem phim trên chiếc Tab A8 này thì cực kỳ là đỉnh, khi mà kết hợp cùng với hệ thống loa kép hay là lướt web hay là Gmail hoặc là Take Note thì cũng cực kỳ là mượt mà. Chiếc Samsung Galaxy Tab A8 thì được trang bị một viên pin rất là lớn, đó chính là 7040mAh, có nghĩa là mọi người có thể thoải mái sử dụng. Nếu như những người dùng thông thường mà chỉ gọi là lướt web, đọc tin tức, xem video á, thì có thể dùng lên tới 2 đến 3 ngày phải sạc một lần. Còn nếu mà chơi game liên tục, phải là liên tục với nhá, thì mọi người có thể chơi đến 6 đến 7 tiếng đồng hồ. Về camera thì sao? Nói thật ra thì trên một chiếc máy tính bảng thì chúng ta sẽ không quan tâm quá nhiều và không kỳ vọng nhiều ở một chất lượng của camera. Vậy nên là trên chiếc Tab A8 này chúng ta sẽ có camera trước là 5 megapixel, camera sau là
80 megapixel, đủ để cho mọi người có thể có những cái trải nghiệm như là video call hay là quay chụp đơn giản thì khá là ok. Đánh giá tổng quan lại thì với mức giá 7 triệu đồng thì mình nghĩ là rất là ổn so với chiếc Samsung Galaxy Tab A8 này. Hiệu năng ok, thiết kế đẹp, pin trâu và phù hợp với những đối tượng như là học sinh sinh viên chuẩn bị đi học sắp tới rồi, mọi người muốn mua một chiếc máy tính bảng để phục vụ cho quá trình học tập và làm việc của mình thì mình khuyên là nên mua chiếc Tab A8 này. Và video đến là hết rồi. Nếu như các bạn thích video này thì nhớ like cũng như là subscribe cho Hà Channel. Và trên trang web của Hà Mobile đang có rất nhiều chương trình sale cũng như là ưu đãi cho các sản phẩm công nghệ. Mọi người có thể ghé qua để có thể tìm kiếm cho mình những món đồ công nghệ với giá hời nhá. Và bye bye, hẹn gặp lại mọi người. Ê khoan, hãy dừng video. Mình sẽ để những cái video liên quan đến tablet hay là laptop ở đây. Nếu như mọi người quan tâm, mọi người click vào đây để xem nhá.